mừng các con đến với hoạt động làm quen văn học ngày hôm nay. Đến với hoạt động ngày hôm nay, có một bạn nhỏ đến thăm lớp chúng mình đấy. Chúng mình có muốn biết đó là ai không? Để biết được đó là ai và mang một món quà gì đến lớp chúng mình thì chúng mình hãy cùng đón xem nhé. Tớ là Thỏ Út đây. Hôm nay tớ rất vui vì được tới thăm các bạn đấy. Tớ đố các bạn nhé. Mẹ tớ đang hướng dẫn ba anh em nhà tớ làm gì nào? Và lúng rau của tớ ra làm sao? Để biết rõ hơn, tớ mời các bạn cùng đến với câu chuyện Cây rau của Thỏ Út nhé. Câu chuyện xin được bắt đầu. Câu chuyện Cây rau của Thỏ Út. Mùa thu đã qua, mùa đông đã tới. Thỏ mẹ dẫn các con ra vườn và bảo: Các con ạ, bây giờ là vụ rau rồi. Mẹ sẽ dạy cho các con trồng củ cải nhé. Ba anh em Thỏ ríu rít trả lời: Thưa mẹ, vâng ạ. Bốn mẹ con quây quần bên luống đất. Thỏ mẹ bắt đầu giảng: Muốn trồng rau, người ta phải làm đất, rồi gieo hạt. Nhưng mới nghe mẹ nói vậy, Thỏ Út đã thầm nghĩ: Thế thì mình cũng biết rồi. Và thế là Thỏ Út không chú ý nghe mẹ nói nữa. Thỏ Út ngồi đấy, nhưng còn mãi nhìn theo con bướm ngoài vườn, nên chẳng biết mẹ còn dặn điều gì nữa. Mẹ giảng giải xong, ba anh em bắt đầu làm việc. Mỗi người phải trồng một luống rau nho nhỏ. Hai anh của Thỏ Út cặm cụi cuốc đất, đập đất cho nhỏ tơi ra rồi mới gieo hạt. Còn Thỏ Út thì chỉ làm qua quýt rồi nhảy đi chơi. Ít ngày sau, hạt giống nảy mầm, những cây rau bé li ti hiện ra. Luống rau của các anh cây mọc đều, trông như những chiếc khăn màu xanh tươi phủ lên mặt đất. Còn luống rau của Thỏ Út thì cây mọc thưa thớt, cây thì cao, cây thì thấp. Thế nhưng Thỏ Út vẫn mãi chơi, chẳng chịu chăm bón gì cả. Tới mùa thu hoạch, cây rau nào của các anh lá cũng to, củ cũng to. Còn những cây rau của Thỏ Út thì cằn cỗi vì thiếu nước, củ thì bé tẹo. Thỏ Út xấu hổ quá, biết nói sao với mẹ bây giờ? Thấy vậy, Thỏ mẹ bảo: Nếu con chú ý nghe lời mẹ và chăm sóc vườn rau thì rau của con sẽ tươi tốt, đúng không nào? Sau vụ mùa ấy, Thỏ Út hỏi lại mẹ cách làm đất, trồng rau, vun luống, gieo hạt. Rồi Thỏ Út bắt đầu trồng lại luống rau khác. Đúng như lời mẹ nói, phải biết cách trồng và chăm sóc tưới bón. Đến mùa thu hoạch, Thỏ Út trở về nhà, những cây rau lá xanh non, trông thật là ngon. Thỏ Út rất vui, Thỏ mẹ còn vui hơn, vì thấy Thỏ Út đã biết chăm chỉ và chịu khó làm việc. Ý nghĩa của câu chuyện: hãy chăm chỉ làm việc là một thông điệp đầy ý nghĩa mà câu chuyện gửi gắm tới tất cả chúng ta. Chỉ có lao động mới mang lại những thành quả tốt đẹp. Những kẻ lười biếng
ham chơi thì sẽ không bao giờ nhận được những điều ý nghĩa từ cuộc sống. Ngay sau đây các con sẽ đến với câu đố 1. Thỏ mẹ muốn dạy các con trồng loại cây gì vậy bạn ơi? A. Trồng rau bắp cải. B. Trồng củ cải. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Rất là giống nhau, nhưng đáp án chính xác chỉ có một thôi. Đó là đáp án B. Thỏ mẹ muốn dạy các con trồng củ cải. Câu 2. Khi thỏ mẹ giảng cách trồng rau, thỏ út đã làm gì vậy ta? A. Chăm chú nghe mẹ nói. B. Nhìn theo con bướm vàng bay lượn ngoài vườn. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Đáp án B các con ạ, là đáp án chính xác đấy. Thỏ út chẳng những không nghe mẹ cách trồng rau mà còn nhìn theo con bướm vàng bay lượn ở ngoài vườn. Câu đố 3. Tới mùa thu hoạch, những cây rau của thỏ út như thế nào vậy bạn? A. Cằn cỗi, củ bé tí teo, lá úa vàng, lại bị sâu cắn thủng nhiều chỗ. B. Xanh tốt, lá to, củ rất lớn. 10 giờ rồi. Vì không chịu khó chăm chỉ nghe lời mẹ, và chính vì vậy mà luống rau của thỏ út cằn cỗi, củ bé tí teo, lá úa vàng, lại bị sâu cắn thủng nhiều chỗ đấy. Vậy các con hãy mau mau chọn đáp án A nhé. Câu 4. Ở lần thu hoạch sau, thỏ út đã thu hoạch được những gì bạn nhỉ? A. Thỏ út thu hoạch được một vườn rau xanh tốt. B. Thỏ út thu được một vườn rau sặc sỡ sắc màu. Và tất nhiên là đáp án A là đáp án chính xác rồi. Nhờ sự chăm chú lắng nghe người lời mẹ và sự chăm sóc chu đáo của thỏ út mà thỏ út thu hoạch được một luống rau rất là xanh tốt đấy. Sự hối hận của thỏ út thật đáng khen phải không nào? Thỏ út đã biết lắng nghe và chăm chỉ hơn. Nhờ vậy bạn ấy cũng có một luống rau xanh tốt như các anh chị thỏ đấy các bạn ạ. Vừa rồi cô đã giới thiệu đến các con câu chuyện cây rau của thỏ út. Các con nhớ ở nhà chúng mình hãy cùng học lại những bài mà cô giáo đã gửi video lên và quay lại clip rồi chia sẻ với cô và các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các con trong tiết học sau.